Vâng, Phạm Dinh rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh Phạm Dinh Channel, kênh chia sẻ những kiến thức mèo hoặc hay trong đời sống. Thì đây, các bạn tiến hành dùng nylon bia, các bạn cắt làm đôi. Chúng ta không nhất thiết phải dùng lon bia nha cả nhà. Chúng ta có thể dùng một cái chai nhựa, ví dụ chai nước rửa chén này, thì các bạn cắt làm đôi, các bạn giữ lại cái phần dưới đáy này, mục đích để chúng ta đựng chanh những vật liệu vào bên trong cái lon bia này mà thôi. Cho nên không nhất thiết phải dùng lon bia nha mọi người. Chúng ta có thể dùng chai nhựa, vân vân, miễn là đựng được cái chanh vào nha cả nhà. Đó, khi cắt lon bia thì mọi người phải cẩn thận, cái độ sắc bén của nó rất là nguy hiểm, dễ bị đứt tay nha cả nhà. Đó, mọi người cắt cái lon bia ra như thế này nha. Và đây là chai chanh. Mọi người tiến hành lăn vò như thế này để cho nước chanh nó xảy ra nhiều hơn. Và mọi người tiến hành cắt quả chanh theo bốn múi như thế này này cả nhà. Chúng ta cắt vẫn là đợi dính lại nha, đừng là cắt rời bốn múi ra. Đó, và bây giờ mọi người sẽ đặt vào bên trong cái đáy của lon bia. Mọi người tiếp tục cắt quả chanh thứ hai ra giống như quả chanh lúc nãy nha cả nhà. Mọi người đặt vào. Đó, cách làm nó rất là đơn giản. Và mọi người tiến hành cho muối vào nha cả nhà, muối hột hoặc muối hâm gì tùy các bạn. Chúng ta sẽ giao vào bên trong quả chanh. Và đây là cái bi nước xả giặt Donny. Các bạn tiến hành nhỏ nước xả vào bên trong ạ. Như thế này nó sẽ cho thành cái hỗn hợp chống mũi rất là hiệu quả nha cả nhà. Đó, nó sẽ trở thành một cái tinh dầu chanh chống đuối mũi. Mũi thì nó nghe cái mùi này thì nó rất là sợ nha cả nhà. Mọi người không tin thì mọi người cứ làm đúng như video mà Phạm Vinh hướng dẫn này cả nhà. Mọi người sẽ thấy được cái tác dụng, cái hiệu quả nha. Đó, sau khi muối nó sẽ tan chảy dần thì mọi người tiến hành ép xuống cho nó dễ cứng xuống và bỏ thêm vào nha. Mọi người đặt vào trong phòng ngủ của mình á thì dùng rất là nhiều lần nha mọi người. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây ạ.